Anh yêu em cả ơi. Đừng nhìn thứ bình thường này. Chà, thật khó xử. Chào anh đẹp trai. Ồ, thật là không. Cái gì vậy? Được rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Wow. Cái gì? Hãy tìm tới đi. Xin chào, hân hạnh đừng gặp mọi người. Đỉnh. Đợi chứ. Hơn là có em bé ra nhà. Không thể nào. Mình đã làm thế ư? Hãy lên. Mình sắp được làm bố. Trả về tí nào. Cái bộ ngốc này đang cản đường. Thật vô dụng. Đủ rồi. Mình cần quần áo. Có nghe thấy không ạ? Làm điều gì đó đúng đắn một lần đi. Đi ngay. Hormone của cậu ta đang cao dữ. Cô ấy cần quần áo. Mình phải giảm vài cân. Đi nào. Này, kiểu quần gì thế? Mình thích nó. Cậu đang làm gì thế? Trả lại đi. Tớ đang cố giúp cậu mà. Cuối cùng, tất cả là của mình. Lạnh quá đi. Đã đến lúc phải làm việc. Khi người phụ nữ của mình nói rằng cô ấy cần quần áo mới thì mình phải giao hàng. Ồ vâng, cậu thấy thế nào? Wow, nhìn như in luôn. Và vẫn chưa xong đâu. Cái gì? Giữ yên, tớ đang trang trí đó. Thật hả? Được, tôi đấy. Bộ này cậu thông minh đấy. Mình có thể làm được rất nhiều thứ luôn. Ừ, cứ tiếp tục đi. Cậu có ấn tượng không? Tớ có nhiều mẹo lắm mái nha. Đáng yêu ghê. Đáng yêu hả? Tớ cần cậu giúp đỡ. Giúp tớ mặc quần áo. Bằng cách nào? Tớ phải làm mọi thứ hả? Xem nào. Cái này, quá nhỏ. Và cái này, nhỏ xíu. Này nữa, tí nhị luôn. Hiểu rồi mà, tớ rất tiếc. Cái nào? Cấm ra ngoài cho tới khi xử lý được bộ này. Này, nhìn đi, chờ chút. Xin lỗi, nhưng chắc tớ có thể giúp cậu. Nhìn này, áo sơ mi cậu thích đó. Cái gì? Sao phải mặc một cái trong khi hai cái mới định? Thấy không, vừa rồi. Ôi, thích xỉu luôn. Mình chưa nghĩ kỹ điều này. Cái gì? Xin lỗi. Không thể tin được. Đưa cho tới cái ống tay áo đó. Đó, sửa lại rồi. Cưng quá à. Mình đói quá. Muốn ăn nữa, nữa đi. Sao người đẹp? Mình không nếm được. Đợi đã, kẹo. Ổn hơn chưa? Chưa, chẳng có gì. Tớ ghét chỗ này. Ờ, cưng ơi. Ăn burger nhé. Đến đây mà đó. Nhớ quá đi. Cậu thích chứ? Từng cả nhá. Và topping nữa nha. Bất ngờ chưa? Tớ mang đồ ăn cho cậu này. Đây rồi, ít tường cà ngon lành. Thêm kem đánh và kẹo nữa. Chúc ngon miệng. Cậu là một thiên tài ẩm thực. Chưa gì nữa, cứ ăn tiếp đi. Anh đồ ăn. Mình muốn nhiều hơn nữa. Tớ có làm phiền cậu không? Cậu vừa kịp lúc ăn. Đây, nhai hết đi. Cậu có thích không? Không à? Biết rồi. Mình muốn cái gì đó ấm áp ngay bây giờ. Tớ có cái này này. Nhanh lên nhé, tớ đói quá. Hình như cậu đẹp rồi nè. Thật hả? Cậu tiếp đi. Còn anh đây thì muốn vài con run. Biết. Đi với anh nào. Ô gái ơi, còn đói không? Run à, chuẩn. Bắt lấy. Đã cái này ghê. Giống như trên bãi biển. Rất dẻo và ngon. Mình muốn ăn hết. Ngon tuyệt của mèo. Muốn ăn tráng miệng không gái? Món tráng miệng là mình sao? Không, mình làm gì thế này? Đúng là thảm họa. Cậu có muốn thêm nước ép cà chua không? Ngon tuyệt. Giờ ăn nhẹ nè. Nữa. Wow, ăn nè. Ngọt xỉu luôn. Mong là mình không tăng cân nhiều. Chỉ có một cách để biết thôi. Nó nói gì nhỉ? Cái bụng to ngu ngốc. Không thể nào được. Phải làm gì đó thôi. Là cô ấy. Dũng với, tớ mập quá. Tớ đến này. Có chuyện gì vậy? Nhìn đi. Cũng không tệ nha. Chờ chút. Giờ hả? Không ổn rồi. Bỏ hết đi. Vẫn béo à. Cái này chắc nặng lắm đây. Không, vẫn vậy. Là do mình. Tại sao cậu không hít một hơi? Cậu thích nước. Đợi đã, không có tác dụng. Đây rồi, thác nước. Không, cậu hâm à. Nhìn nè. Cân nặng của mình. Thấy không? Làm được rồi, mình không cần béo nữa. Yêu cậu. Không
ngủ rồi. Cứ mập mãi thôi à? Mình không thể dừng lại. Tôi nghe đâu rồi. Phải đi. Tạm biệt. Cái gì? Tại sao? Cậu đi rồi. Nhìn nè, nó không hoạt động. Trời đất ơi. Hình như hiệu quả rồi. Này, hoạt động đó. Đến đây, cậu thử xem. À, ổn đấy. Mình mạnh mẽ ghê hả? Thấy cơ bụng không? Cái gì? Bất công quá. Đàn ông dễ có múi mà. Này, cẩn thận đó. Đừng bảo mình phải làm gì. Tớ sẽ bị bầm lấy. Không, cười mà. Chà, hiệu quả chứ. Ôi, đừng này. Môi của mình. Em bé sắp ra rồi. Chúng ta phải ăn mừng. Là một bé trai hay là một bé gái? Chào, cậu đâu? Lại đây, lại đây. Cậu đâu? Mình phải làm gì bây giờ? Mình có mỗi một mình. Mình không thể chịu đựng được nữa. Đợi đã, vậy mới chuẩn chứ. Chào nhà. Cái gì? Chúng ta cần trang trí cho bữa tiệc ngay bây giờ. Vậy hả? Cứ để tớ. Này. Cảm ơn. Nặng quá. Bây giờ là phần thú vị. Câu cá nào. Có gì không? Giúp tớ đi bộ. Tớ hả? Để tớ thử. Cảm giác lạ lùng ghê. Tìm thấy rồi. Là bé gái. Bé gái, hạnh phúc quá. Tớ cũng vậy. Em yêu, giờ sao? Sẵn sàng chưa? Vào đi bé rơi. Mình không thích điều này. Đúng là đồ nhân cái. Trời ạ. Được rồi. Sao nà? Thật luôn, cậu yếu đuối ghê. Trực, đi đi. Thời điểm sự thần đã tới. Xem chúng ta có gì này. Một cậu bé, là một cậu bé. Ai đó cản cậu ta đi giúp ta với. Kêu, em bé đến đây. Thở, thở đi, mình cần cậu. Đến ngay, nhanh. Không, ở đây. Đi, đến nào. Không, mình cần cậu. Ở đây. Không, đến ngay. Sao mà lâu thế? Em bé đến hả? Ừ, cứ thở đi. Tại sao cậu lại thở? Đi nào, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Cậu sẽ ổn thôi. Đau quá. Gì vậy? Cần giúp đỡ à? Không phải tôi, cô ấy. Phụ thứ có thai đây nè. Chồng ơi. Hít vào, thở ra. Đợi đó. Tôi chỉ đang cố giúp thôi. Chờ nha. Cậu đi rồi. Thôi nào. Ở đây, bác sĩ. Bác sĩ, làm ơn giúp với. Bé sắp ra rồi. Làm ơn, cứ với. Anh đang giúp tôi với. Chờ chút. Đợi đã, mình giúp anh đi. Mình không biết phải làm gì. Đến đây, chủ nhân. Tôi là của cô. Kiểm tra em bé. Mẹ, sao mẹ? Điều gì xảy ra với mình vậy? Đó là con của cô. Cưng quá, chào con yêu. Đến lúc rảnh rồi đó. Sẵn sàng chưa? Chắc chắn chứ. Tôi thấy rồi. Đến đây nào bé con. Yeah, chào bé theo với. Xin chào, chàng trai nhỏ. Bé cưng ơi. Con trai của con đây. Chào cô cưng. Không, giúp với. Ai quỷ, giúp tôi. Đúng là một cậu bé ngoan. Con mình đâu? Làm việc của anh đi bác sĩ. Để xem có chuyện gì đang xảy ra nào. Em bé ơi. Bây giờ cháu ra được chưa? Thôi nào, cháu đã sẵn sàng. Cái gì? Là một cậu bé. Làm thôi nào. Chắc chắn chưa? Chờ đã. Này, có phiền không? Dừng lại đi. Ơi quá à. Vâng, cho ai? Đến đây. Là một bé gái. Mình đã nhầm, đó là một bé gái. Khoan, làm cái gì đó? Đau quá. Chuyện gì đã xảy ra thế? Nhìn này, con trai của cậu. Cái gì? Con gái của cậu. Con nói hả con trai? Đây đã, để mình giải thích. Đồ trap boy. Mình dừng lại, mà. Phải nhìn này. Nhà đẹp quá. Mình đoán tất cả chúng ta sẽ chuyển đến đây. Đúng, đó là kế hoạch hoàn hảo. Đã đến giờ ăn rồi. Mình cảm thấy đầy sức sống luôn. Sẵn gỗ cứng, thôi kệ đi. Ngon quá. Ướt cho tôi nữa đi. Tuyệt vời, đúng thứ mình cần lúc này. Của cậu đây. Ồ, trông tuyệt quá. Ồ, mình cũng muốn. Xin lỗi, mình không nhịn được. Này, đưa cho mình. Ui, thôi không, cậu đã làm gì? Tớ, đó là cậu.
Này, tôi không cố ý đâu. Wow. Ủa, cái gì? Ouch. Ôi không, chân của mình. Aha, cô ấy đây rồi. Nhanh, hãy tóm lấy cô ấy. Chân của mình. Đừng lo lắng, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Còn mình, họ vừa bỏ mình. Không thể tồi tệ hơn được. Cuối cùng mình cũng làm được. Nhìn lạ quá, đây thực sự là bệnh viện sao? Mà cái này dễ thương này. Thật tuyệt vời, lấy được không? Tránh ra. Này, cẩn thận. Ôi trời, đây hả? Thật sự. Đừng lo lắng thưa cô, hãy nói cho tôi biết đó là gì. Chân của tôi chạy và rồi tôi ngã. Để tôi xem thử. Có vẻ như vậy, nhưng cứ để tôi. Cảm ơn, làm đi. Wow, chắc chắn rồi. Sẽ xem nào, chúng ta không cần cái này. Và đây chúng ta sẽ dùng cái này. Cảm thấy đỡ rồi đó. Tốt lắm, cô thích chứ? Xịn phết, cảm ơn bác sĩ. Này, ai đó làm ơn đi. Ôi trời. Cảm ơn giúp tôi với, đau quá. Trời đất ơi, chuyện gì đã xảy ra thế? Chân của tôi chỉ... Ý là đây hả? Làm ơn, đau quá. Hiểu rồi, gãy mất tiêu. Nhưng tôi biết phải làm gì, cái này ổn đấy. Vâng, tôi cũng hy vọng thế. Chúc một ngày tốt lành, thưa cô. Xong rồi sao, nhanh vậy? Tội nghiệp chân của mình. Mình sẽ không... À, dự báo chiêm tinh của mình nói rằng hôm nay mình sẽ gặp may mắn. Buồn cười quá. Chào các quý cô, tôi làm phiền chút nhé. Đồ ăn. Bữa trưa đây. Thật hoàn hảo, cảm ơn. Mẹ con đói. Mình muốn cái này và cái này. Ôi trời ơi, mình không muốn. Mình muốn một con tôm hùm. Hiểu rồi. À, cái gì tất cả thức ăn này? Nhanh, mình cần phải tìm cách. Ờ, nhìn ổn đấy. Tuyệt, mình có thể dùng nó. Mình chỉ cần một thứ nữa thôi. Bây giờ mới gọi là ổn chứ. Đây rồi, tôm hùm, cậu ở đâu? Đến đây nào, nhanh lên. Hiểu rồi, chị. Này, đừng chạy trốn chứ. Ồ, hiểu rồi, của cậu đây. Ồ, cảm ơn. Ồ, cảm ơn mẹ. Còn mình thì sao, anh y tá ơi? Cái gì, trời ơi, làm thế nào để thoát khỏi cô ta đây? Này, bắt lấy. À chà, bắt được rồi. Ồ, một quả táo, cảm ơn. Tuyệt quá mẹ ơi. Mùi thơm lừng luôn. Nhưng cái gì thế cưng? Mẹ ơi, con muốn ăn chết. Vậy chúng ta hãy tổ chức một bữa tiệc nhé. Không, mình không cần phải cắt nó. Tốt hơn là mình nên ăn theo cách thông thường. Yeah, đây rồi hả? Cái gì? Ồ, làm ơn giúp mình sẽ trả thêm tiền cho quả táo đó. Vì quả táo này, thật sao? Được rồi, cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu là vị cứu tinh của tớ. Ôi, ngon tuyệt của mèo luôn. Tuyệt, mình đã chờ lâu lắm rồi. Nè, có lẽ các vì sao không nói dối. Hôm nay chúng ta thực sự may mắn. Đúng đó mẹ, ngon ơi là ngon luôn. Ôi không, mũi của mình, thả ra coi. Ôi trời, chuyện gì đã xảy ra vậy? Mẹ ơi, chúng ta cần đi tiểu nhanh. Đó là... Hả? Hả? Rất tiếc. Không, nhanh, mình cần đi. Hả? Cậu cũng vậy. Đừng có mơ nha. Tớ trước. Không đời nào. Tớ sẽ đến đó nhanh hơn cậu. Tiến đi dùng. Này, đây là vấn đề sống chết. Mình trước nè. Không bao giờ. Đợi đã, đợi chút, mình thực sự cần nghỉ chút. Ôi trời, thở đi. Ngốc quá, mình sẽ tới trước. Này, điều đó không công bằng. Lừa cậu đây. Trời ơi, nhanh nào, đóng cửa lại. Được rồi, nhẹ nhõm quá. Vậy là xong rồi. Ôi là trời, thoải con gà mái. Thật luôn, vậy thì con có bất ngờ này cho mẹ nè. Cái gì, nữa hả? Ôi không, hãy làm lại lần nữa. Sao lại như vậy chứ? Sao mà lâu vậy trời, mình cũng cần dùng mà. Thôi nào, lần này thật sự không chịu nổi. Không mẹ ơi, con nghĩ mẹ nên làm lại. Không thể tưởng tượng được. Đừng dừng lại, mình có thể làm điều đó cả ngày. Bây giờ chắc chắn là đã hết. Ôi, chả, không phải là vấn đề của mình nữa. Mở ra, làm ơn. Rồi, tốt thôi, chúc vui. Đây rồi, nhưng đợi một chút. Mùi gì vậy? Trời đất ơi, điều này thật kinh tởm. Thực sự là... Nhưng nếu cô muốn dùng... Không, đời nào mình sẽ không bao giờ. Trời ơi, được rồi, mình sẽ làm việc này. Chúc may mắn. Tại sao nó lại xảy ra với mình? Được rồi, nếu mình cố không thở. Kinh quá, thật kinh khủng. Mình thích cái tưởng không thở. Ôi mẹ ơi, ở đây thật khó chịu. Vâng, quay sang phía bên kia. Không phải bên vẫn đó. Không phải. Mình muốn đi ngủ, anh có thể làm gì đó được không? Hay thế này nhỉ? Vâng, chắc chắn rồi. Chào nhóc, cho chú mượn. Chú sẽ cho cháu cái này. Tuyệt. Ngoan quá, chú lấy luôn mấy cái này nha. Nó sẽ giúp cô ngủ ngon hơn. Nhìn. Thật là dễ thương. Nhưng nó là gì? Nó không giúp được gì, nó hoàn toàn vô dụng. Này, cẩn thận.
Ôi tội nghiệp, chả giúp được gì. Mình muốn đi ngủ. Hay thế này sẽ hiệu quả nhỉ? Ồ, chắc chắn rồi. Hả? Nhưng một ở bóng bay của mình. Cường. Ôi trời ơi, anh đã làm tôi sợ. Tôi đã biết phải làm gì, nhìn này. Tôi sẽ gắn mấy cái này ở đây và đây. Thấy không, dễ thương quá, dễ thương quá. Thật tuyệt vời, cô thấy sao? Cuối cùng nó cũng dừng lại. Ừ, mình đang bay. Hả? Trông hay thật đấy. Ồ, mình tự làm cũng được nè. Phải, cái này trông ổn đấy. Yeah, dùng nó đi. Phải vứt rác đi hết cái đã. Chuẩn, và bây giờ thổi nó như một quả bóng bay. Tốt lắm, bây giờ buộc lại. Nhanh nào, hoàn hảo. Lần này mình sẽ tận hưởng giấc ngủ của mình. Ngủ ngon. Ơ, này, ôi không, chỉ mới một phút thôi. Vâng, dậy nào. Cái gì, đã đến lúc rồi ư? Mình còn được trợ giúp. Y tá, làm ơn, tôi nghĩ mình sắp sinh con. Ok ok, check sau gì chả sinh. Sao vội thế? Cô y tá, đã đến lúc tìm hiểu giới tính của em bé. Hả? Còn mình thì chắc sao? Chắc chỉ một giây thôi. Này! Mình có thiết bị của mình. Mình quên mất nó nặng thế này. Đây rồi. Wow, mình cũng muốn thử hả? Đừng lo lắng, nó hoàn toàn vô hại với em bé. Chào nha. Nhìn bé kìa, đúng là một thiên thần. Chúc mừng, đó là một bé gái. Công chúa của mẹ, con bé thật dễ thương. Này, còn tôi thì sao? Này, hãy quay lại với tôi. Tôi cũng muốn biết. Được rồi, được rồi. Bây giờ làm thôi. Nếu cô muốn vậy. Đúng rồi, làm như vậy đi. Cô ta sẽ không nhận thấy sự khác biệt. Chuẩn rồi, mình đã sẵn sàng. Làm ơn ngồi yên. Bé yêu, bé là gái hay trai? Tò mò quá gì vậy? Hả? Cháu là con gái, một cô bé, xin chào. Nó đang di chuyển, cô cưng, mẹ yêu con nhiều lắm. Gái là con gái, con gái. Là con trai. Hoặc một bé gái, dạo được, thôi tạm biệt. Ôi. Này bé ơi, con ở đó thế nào rồi? Con ổn, con cũng yêu mẹ. Cô đã sẵn sàng chưa? Rồi, bắt đầu nào. Trời ơi, bác sĩ. Làm ơn, làm gì đó đi. Được rồi, đừng hoảng sợ. Đây, nằm thoải mái và thở. Thở đi nàng, thở đi. Tốt, bây giờ để tôi xem một phát. Hãy tiếp tục thở đi. Được rồi, tôi đang thở. Đừng lo lắng, cô gái, cô có thể làm được. Cô đang làm rất tuyệt vời. Tốt lắm. Hãy xem nào, tốt, bây giờ đẩy. Tôi đang có. Xem có gì ở đây nào. Ui. Chào cô, cháu muốn ra khỏi đây, được không? Hả? Cái gì? Con bé này giống hệt mẹ nó. Dặn tiếp đi cô gái. Em bé đây nè, cô xin chúc mừng. Đó là một bé gái và thật dễ thương. Bé yêu của mình đến với mẹ là con yêu. Cảm ơn. Cảm ơn, cô là số 1. Ôi cưng à, mẹ yêu con nhiều lắm. Yêu quá đi. Làm ơn hãy làm gì đó. Dặn nào, dặn. Đang dặn nè, cô không thấy hả? Dặn. Vậy là cuối cùng cũng đến lúc mình ra đây. Dặn tiếp đi, bây giờ để tôi xem chút. Đến nè bà con. Ui, đó có phải là một đứa bé không? Chà, hổ mẹ sinh hổ con. Hay nhờ. Con của cô đây. Vô duyên ghê. Nhưng đừng lo lắng bé yêu. Các con của tôi thế nào rồi? Anh đến rồi, nhìn này. Chào anh, đợi tí. Này, cái gì có? Cậu cũng vậy hả? Trời đất. Anh thực sự không biết chuyện đó xảy ra như thế nào. Cứ đợi đi, anh sẽ phải trả giá. Chán òm, đơn điệu. Họ đang đến. Trải thảm ra, nhanh lên. Này, mọi người đâu cả rồi? Xin chào quý khách. Chúng tôi cần phòng tốt nhất ở đây. Vâng, của quý khách đây. Cảm ơn. Đến rồi. Hi. Đầu tiên là tiền đâu? Tiền. Yeah, tôi có mà. Đây. Của cô đây. Nghiêm túc đây hả? Được rồi, mong là hai người sẽ thích. Phòng phổ thông á, nhưng... Thôi, mèo mó còn hơn không? Không tệ, em thấy thế nào? Không quá đẹp, nhưng cũng được. Ở đây à? Nhìn này, phòng của chúng mình. Hả? Xem nào. Mở nó ra. Yeah, thật tuyệt vời. Wow. Cảm ơn anh là nhất. Mình vào trong thôi. Wow, rộng rãi quá. Thoải mái quá đi mất. Ngon tuyệt cú mèo. Đây đúng là thiên đường. Em sẽ gọi đồ uống.
Xin mời con. Hoàn hảo, cảm ơn anh. Ngon xỉu luôn, anh uống thử đi. Chán quá. Có chuyện gì? Em chán, làm gì đó đi. Được rồi, em chắc chắn sẽ thích. Anh hứa. Lấy một chiếc khăn này và cuộn lại nó như vậy, rồi bè ở đây và dùng dây ri băng buộc lại. Dán một đôi mắt, đừng quên mũi và tất nhiên cả cái đuôi. Xong. Em ơi, nhìn này. Hả? Wow, dễ thương quá, em cảm ơn. Hả? Một con thỏ. Em có đang nghĩ giống anh không? À hả. Thơm hết cả mũi, chúc ngon miệng. Ngon quá. Chào, vậy hôm nay quý khách muốn làm gì? Hạng cao cấp. Hạng cao cấp à? Ok, có ngay ạ. Đầu tiên ta sẽ massage bằng đá. Chúng tôi vừa cải tiến và thay thế đá bằng vàng. Siêu nhiều vàng. Anh nhìn thật hài hước. Cái gì thế? Và massage tăng cường sức khỏe cho quý cô. Nó đi kèm với kem vàng mới của chúng tôi. Tuyệt đỉnh. Nó sẽ làm cho làn da của cô mềm và trắng mịn. Nhưng hết giờ rồi. Ồ, suýt thì quên mất hai cục này. Chà, cảm ơn. Rõ tốn tiền, được mỗi thế. Oh wow, anh chưa bao giờ đi spa đấy. Em cũng vậy. Này 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 này, hai người nghĩ mình đang làm gì? Đã đóng tiền chưa? Đây. Đây. Cảm ơn. Vâng, làm ơn. Ôi trời, ok. Phải làm gì? Ồ, mình có ý này. Đúng rồi, châm cứu. Phiên bản rẻ nhất của châm cứu. Chọn cây kim to nhất này. Tuyệt, rất có ích cho cơ bị căng cứng. Hi-ya. Hả? Đừng lo lắng, tôi là thợ lành nghề đấy. Và anh... Sẵn sàng chưa? Hiệu quả tức thì. Hết giờ rồi, mời ra ngoài. Trời mong tôi. Lưng tôi. Tránh ra. Lại nữa sao? Đừng nhìn họ. Đây, mời em yêu ngồi. Được rồi. Anh cố tình có đúng không? Xin lỗi em yêu, em không sao chứ? Đồ ngốc. Này, bồi bàn. Wow, vàng đấy à? Thực đơn đây thưa ông. Cảm ơn. Chúng tôi chọn món này. Đây nữa, và đây. Vâng, lựa chọn tuyệt vời. Và món tráng miệng. Thanh toán luôn chưa? Tất nhiên rồi, em yêu. Vâng, để em xem. Chừng này đã đủ chưa? Đây cưng à. Tuyệt, cảm ơn cô. Khỏi thôi nha. Wow, nhiều tiền dã man. Cảm ơn nhiều. Và bạn, thực đơn đặc biệt cho bạn. Đây, món này. Đúng, đúng. Ok, đã rõ. Và... sandwich với khoai tây chiên, nhưng một... Ok, vậy thì lấy cỡ siêu nhỏ. Thanh toán trước ạ. Nhưng chúng tôi không còn tiền. Đừng lo em yêu, anh có một đồng xu. Đây rồi này, sáng bóng. Eo ơi. Thấy chưa? Em yêu anh nhiều lắm. Món của quý khách đây. Ôi trời. Chắc bên này là của anh chị. Hả? Nghiêm túc đấy hả? Chà, nó còn lớn hơn so với nhà hàng năm sao đó. Chúc mừng miệng anh yêu. Cảm ơn cô cưng. Món của hai bạn đây ạ. Wow. Thật không thể tin được. Có phải đây chỉ là mơ? Mình đang ngủ hả? Có quan trọng không? Hả? Có. Nó đang tan chảy trong miệng anh. Ê ơi. Thấy ghê quá. Nó dã man. Em cũng vậy. Hôm nay trời đẹp quá. Nách của mình. Không có gì mới. Này. Cái gì? Nhìn kìa. Ở đằng kia. Còn gì sung sướng hơn nữa chứ. Anh ơi, kem chống nắng. Anh nhé, đợi anh một chút xíu. Anh đã lấy loại em thích rồi này. Và tất nhiên là massage nhẹ nhàng. Yeah, cứ tiếp tục đi. Nhìn kìa. Sao anh không bao giờ làm như thế cho em chứ? Em cũng cần được massage.
và đừng quên kem chống nắng. Được rồi, công chúa muốn gì cũng được hết. Lần cuối cùng cô ấy cạo lông chân là khi nào? Tuyệt vời, cứ tiếp tục đi. Các bạn ơi, đưa tay lên nào. Yeah, xin chào, chúng tôi muốn vào trong. Xin mời vào. Cảm ơn. Wow, tuyệt vời. Cộng ly. Cộng ly nào. Tới châu Anh DJ nhá, ngầu bá đạo. Yeah. Dừng lại. Đó là gì? Ồ không, ở đây có quy định nghiêm ngặt về trang phục. Ôi không, mời về, ra ngoài. Không, sao mình không được vào? Ồ, phải. Đừng lo lắng em yêu, để anh lo. Chắc chắn ở đây mà. Thấy rồi, màu yêu thích của em này. Anh muốn làm gì vậy? Sắp xong rồi. Đây, em có thích không? Wow, đẹp xỉu up xỉu down. Cảm ơn anh yêu nhiều. Nhưng, eo ơi, anh cũng cần thay quần áo đấy. Đúng rồi, đây sẽ là trang phục mới của anh. Cắt mày đơn giản và upala. Xong. Wow, đẹp quá. Anh mặc bộ này đẹp trai quá. Cảm ơn em yêu. Xin chào nha. Hello, hello. Thế này đã ổn chưa? Được, vào đi. Yeah. Yay. Mình uống nước nhé. Cả nhà ơi, ở đây sôi động quá. Hả? Cái gì? Trời đất ơi. Hi. Hi. Cùng ly. Đi nào. Woohoo. Cẩn thận nè, tớ đến đây. Ồ không. Wow. Shopping và tiêu tiền đúng là mệt. Hả? Kỳ vậy. Nhanh lên, đưa quạt tiền cho tôi. Ngon lành rồi. Biến đi. Ôi, sao nhiều tiền thế này? Mình biết phải làm gì rồi. Mình sẽ đi du lịch. Du lịch trong khi du lịch này. Này. Xin chào. Hình như cô này cần chút tiền tip. Đưa tôi mấy tờ lẻ nào. 1.000 là được rồi. Alo. Tôi sắp được gì nhỉ? Tôi cần phòng trong khách sạn này. Vâng, phòng xịn nhất. Phòng VIP đây. Cảm ơn. Đến mình. Chào, tôi book rồi. Đi chơi giá rẻ hả? Vé của cô đây. Oh wow, hôm nay tuyệt quá đi mất. Xong rồi nhé, bye bye. Tối nay mình sẽ ăn bò. Phew, tới nơi rồi, kiểm tra chút nào. Hả? Gì? VIP gì chứ? Làm tiền à? Còn nhỏ hơn phòng đựng chổi của mình. Nhanh nào, lấy đổ ra đi. Vâng. Mong là gu dỏm không truyền nhiễm. Ồ, phòng của mình nè. Ủa, cái gì? Wow, thích quá đi mất. Quá hoàn hảo. Giường còn chỉnh được nữa nè. Ôi, đỉnh luôn. Vậy, đây là biển hả? Mình là người xinh nhất ở đây. Ai đổ cát ra đây vậy? Ngon lành rồi. Nóng quá. Richard, nhanh lên. Nhanh lên. Sao thế à? Không biết đâu, nóng quá. Cát làm móng chân tôi chảy rồi. Để tôi xử lý à? Rồi, nhanh nhanh. Thế là không còn cát nữa. Được chưa? Ok Richard, đừng loanh quanh nữa. Đến ngày. Au, nóng khiếp. Ui, không có giày. À khoan. À, vậy được nè. Và nữa đây. Tuyệt. Chỉ cần đạp dẹp nó thôi. Tuyệt. Có quai nè. Xịn giờ. Ui, chỗ này tuyệt quá. Cô ơi. Hả?
cô có biết giá thuê là 1.000 đô một giờ không? Trả trước. Thật luôn hả? Ôi trời, không, tôi đi ngay đây, nghỉ chân một chút thôi mà. Chào nhá, chắc phải có chỗ nào được xíu chứ. Chắc đây nè. Mình cần khăn nữa. Vậy được rồi. Đây, còn xịn hơn chỗ hồi nãy nữa. Không thoải mái lắm á. Để mình nằm sấp xem sao. Ngon lành. Chỗ gồ vẫn còn nè. Để coi cái gì nào. Cái gì? Cô ơi, cô làm gì thế? Xin chào. Chào chị cái. Bố em á, em vừa cắt bố nãy giờ rồi. Thế còn phòng tắm nhở? Đi đi, không ai biết đâu. Tuyệt vời, giờ chơi thôi. Mong là nước không lạnh. Được đó. À khoan, điện thoại của mình không thể tùy tiện để đó được. Lỡ đâu có người trộm, chắc mình nên giấu nó đi đâu nhở? Hay là... Chuẩn rồi, sẽ không ai nhìn đâu. Ý mới luôn. Cố lên điện thoại ơi. Đấy, an toàn luôn. Đi bơi thôi. Cái gì đây? Nhìn đống rác này này, sao lại sợ đây chứ? Lũ bá rồi. Hả? Khiếp. Oh wow, còn vứt tã ở bên á, phải bỏ tù thôi. Vui quá đi, chuyến đi tuyệt nhất. Đi tắm biển xem nào. Richard. Nước ấm quá. Mình phải nấu thêm rồi. Cảm ơn Richard, ổn áp rồi đấy. Không có gì thưa cô. Chơi pháo nước thôi. Ui, lạ quá. Thôi kệ đời, mình đến. Cái gì? Ai vậy hả? Vui phết. Đổ hâm. Cậu ta bị sao thế? Tắm nắng vậy đủ rồi. Richard. Dạ thưa cô. Nắng làm da tôi cháy rồi. Tôi có mang kem chống nắng đây. Tốt, đi đi. Ok. Mini 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 mo. Này. SPF 200, vậy chắc đủ rồi. Trời cả trai cho chắc, vậy mới được nha. Ổn rồi. Mình sẽ không bị cháy nữa. Ôi, ngủ ngon quá đi. Ôi không, da mình cháy và đỏ ửng lên rồi. Kem chống nắng. Hết hả? Giờ sao? Chắc phải có cái gì khác để dùng nhờ. Giờ sao? Cô bé đó kìa. Ok, đừng để con bé hoảng. Wow, đơn giản như đang giỡn luôn. Thật ra thì mình làm cái khác cơ. Đã cái nư ghê. Giờ ngủ tiếp thôi. Biến dùm đi. Anh ta đâu? Richard, đừng hòng mà xin mình đi vệ sinh nữa nhé. Tôi xin lỗi nhá. Của mình đâu? Cái tên ích kỷ đó. Mình mất thẻ rồi. Dám để mình lại đây một mình hả? Chắc đâu đây thôi à. Mình có thể bị cướp ba, hoặc mất tích, bỏ tay luôn. Bảo trọng, bye. Mấy người này chả coi trọng mình. Mình nên đi về phòng thôi. Mình làm mất thẻ rồi. Dưới cát kia kìa. Ghét chỗ này ghê. Vậy mới chuẩn chứ. Sang chảnh hơn nhiều. Phải bồi bổ mới được. Này, nhanh lên. Thưa cô, có cần tôi giúp bà? Tôi muốn ăn bánh croissants, hai món chính và vài miếng thơm cùng đồ ngọt cho tráng miệng. Ok, tôi đã rõ. Wow, hơi chậm chút, nhưng tuyệt đó nha. Quan. Hả? Tôi cần thẻ của cô đã. Đương nhiên rồi, đơn giản thôi. Hả? Hạng phổ thông á? Xin lỗi nha, hạng này không đi kèm bữa tối. Nhưng... Hả? Cái gì đây? Cô chỉ được thế này thôi. Chụp vui. Ok.
Ôi là trời, ngon tuyệt cú mèo, quá đã. Thật hoàn hảo. Sao mình chưa từng ăn món này nhỉ? Nữa đi, nữa đi, nữa. Món ngon nhất đời. Nhưng sao mình lại cầm thẻ này? Thẻ mình đâu? Chả hợp lý tí. Này, khiếp. Xin lỗi nhá. Ước gì mình tìm ra Richard nhỉ? Wow, sang chảnh quá. Mình nên ăn cái gì ta? Lấy thẻ ra nào. VIP hả? Wow, thẻ của nhà giàu nè. Wow, là hàu phải không? Yum, ấu, ảo, mở ra coi. Không. Oopsie. Xin lỗi nhá. Tôi ăn xong rồi, bye. Giờ mình cũng chẳng về phòng được. Mà chờ chút. Hạng phổ thông. Ok, đây là phòng mình nè. Để coi. Gì? Nhìn như bị cướp á. Thế này ai mà sống được cơ chứ? Ồ, khủng khiếp quá. Ngồi nghĩ xem nào. Chả, cũng không đến nỗi. Sao lại có con nhện to đùng thế chứ? Ew, chỗ này quá nguy hiểm. Này, Richard. Ai mà nghĩ được mình ở đây chứ? Chả, hay là mình gọi nhà băng nhỉ? Không sống hả? Sao cái gì cũng hỏng thế? Bất công quá, xinh như mình mà phải ở đây sao? Ngắm cảnh tí xem nào. Sao vậy? Là hẻm sao? Cái gì? Ôi không, đây là đâu? Phòng mình sao đẹp vậy được? Oh yeah. Trời ơi, chắc là ở đâu đây thôi. Đây nè. Hóa ra mình nhặt được lúc đó. Giờ mình ốc. Oops. Chào buổi sáng thưa cô. Bữa sáng đây ạ. Wow, ăn sáng trên giường xịn. Đồ ngọt. Yum. Vào bụng ta đi. Tôi đi đây thưa cô. Chào cô. Không biết cái này bắt được gì nhờ. Thử luôn. Chắc là một con cá ngừ mắc tiền. Hình như có gì nè. Wow, điện thoại mới. Đỉnh. Để coi lần này thế nào. Lại là tiền, cháu xin nhá. Cháu có cái này này. Nhiều tiền hơn mình đi làm nữa. Wow, ngọc trai đẹp quá. Vậy mà người ta bảo câu cá chán. Thử xem lần này câu được cái gì nhá. Đi nào. Hỡi đại dương, cho ta cái gì xịn đi. Thôi nào. Có rồi này. Sâu qua đi. Đừng nhìn lên. Mình phải ra khỏi đây. Tìm thẻ trước cái đã. Có cách rồi. Ngụy trang hơi bị đỉnh luôn. Có được không ta? Hay quá đi. Ok là. Chào cô. Tôi giúp được gì nhỉ? Ý là tôi lấy nhầm thẻ và cần thẻ mới thôi á. Vâng. Thật sao? Để tôi xem. Là tôi đó, chuẩn. Dìa giống nè. Chà. Được thôi Thanh. Cảm ơn. Tuyệt. Lạ lùng. Phòng mình. Mình phải thật là lén lút. Sắp rồi. Nãy giờ vẫn ổn. Giờ lén vào trong thôi. Và đã vào. Để coi. Chỗ nào ta? Kìa. Mình phải đi qua bên kia. Nhào lộn này. Ngủ dã man. Không có ai. Phew. Mệt mỏi hết sức. Gần lắm rồi. Chúng ta sẽ lại đoàn tụ thôi. Ôi không, lớp ngụy trang. Ổn áp nha. Lại đây với chị nào. Gì đấy? Trông quen quá. Ủa khoan. Nè. Có lẽ nào là em của mình. Không thể tin nổi. Xin thứ lỗi.
là chị em nè. Thấy chưa? Oh, Ruby là chị. Chị có gì ở trong vẫn xinh xẻo á. Ngồi đi. Wow. Đó giờ tụi mình toàn ở cãi nhau luôn. Đi chơi thôi. Anh ấy đang làm gì ở đây? Của em mà. Đau quá. Chúng ta đi du lịch thôi cú nơi. Tới bãi biển nào. Đến lúc rồi. Hả? Khoan. Để tôi kiểm tra điện thoại đã. Sao? Tôi sẽ không bao giờ thấy được biển. Tuyệt quá, nghỉ giả hơi thôi. Mình muốn nghỉ giả hơi. Tủ lạnh có gì nhỉ? Hóa ra là nó ở đây. Phải đi mua đồ mới được. Mình lấy nước ra. Có đủ không ạ? Cậu là khách hàng thứ 1000. Xin chúc mừng nhé. Này mình hên quá. Cuối cùng mình cũng được nghỉ. Này, chỗ anh ở kia kìa. Hả? Đây là chỗ em. Hạng phổ thông. Thật đấy ạ. Tôi chắc anh ra bãi biển đây. Sống à, quá mệt trời. Biển ơi, biển đến này. Nhìn anh chả có tí hè nào. Có thế chứ. Chúng ta đi thôi. Lạnh. Làm gì đi chứ. Vâng ạ. Ấm hơn rồi đó. Xuống bơi cho mát nào. Không cần đâu. Mình không muốn bị trộm mất gia tài đâu. Không. Bị má. Thật ai nhìn thấy được. Anh làm gì ở đây vậy? Hả? Thì anh chơi với cát đấy. Bắt đấy. Đâu giờ hơi. Chỉ một giây thôi và tất cả sẽ. Hả? Tôi không cần cái này nữa. Thôi đi. Cậu đang làm gì thế? Ew, lộn xộn quá đi mất. Hãy đợi đấy. Ôi trời ơi. Tất cả là do cậu, kinh quá đi. Anh cảnh sát nhìn kìa, xem họ làm gì kìa. Không, là cậu ấy làm không phải tớ. Thấy không, đừng gọi anh bạn ra khỏi đây. Tạm biệt những kẻ thù cuộc. Là cậu không, ta. Không quan trọng, cả hai người sẽ vào tù. Nhưng tôi là... Đi ngay, nó sẽ được sử dụng để chống lại cậu. Chào mừng đến nhà mới của cậu, chúc vui. Điều này không thể tưởng tượng được. Nhìn kìa, ở đây thật tuyệt. Trời ơi, tớ phải chia sẻ phòng giam này với tên ngốc này hả? Ngồi đi, nó mệt và thoải mái lắm. Tự đi. Không cảm ơn. Tớ có một ý tưởng hay hơn. Tớ cần một thiết kế mới cho cái lỗ này. Tiền, rất nhiều tiền. Có phải tớ đang mơ không? Hay là nó có thật? Thôi, nó có thật đấy, tin tớ đi. Và bây giờ hãy tránh xa phần của tớ ra. Xong. Tò mò ghê. Này, tớ đã nói tránh xa ra. Nhưng tớ chỉ... Không. Ý tớ là tớ chỉ... Tớ đã nói không. Đừng gây sợ với tớ nhóc à. Này, hai cậu kia, im lặng coi. Tớ đang cố nè. Trông ngon quá, và tớ cũng đang đói. Chào to rồi, lấy đi. Cuối cùng mùi thơm quá đi mất. Ôi không, sao nó có đừng thể. Đừng lo lắng, tớ sẽ đưa cho cậu một cái khác. Tất nhiên là phải trả thêm tiền. Nữa à trời. Đồ ăn.
cái nữa nhé. Đưa tôi coi. Không, tại sao điều này xảy ra với tôi? Tớ đoán hôm nay là ngày may mắn của tớ. Đưa ăn miễn phí và giao hàng tận nhà luôn. Nhưng tại sao lại không? Lại đây, thôi nào. Ồ, vậy cậu muốn chơi à? Tớ có một thủ thuật đặc biệt dành cho cậu. Nóng quá. Chào, cậu đang làm gì ở đó thế? Đừng lo lắng, là vì thức ăn đấy mà, nhìn đi. Bây giờ tớ cũng có thể tận hưởng nó. Tuyệt vời. Mặc dù, được không nhỉ? Cục cưng ơi, hả? Nó đâu rồi? Tuyệt, đúng kiểu mình thích. Hoàn hảo rồi này. Chúc ngon miệng nhé, cục cưng. Mình vẫn còn đói. Và cậu ấy đang thưởng thức đồ ăn của mình. Ôi trời, cô gái ngốc nghếch này, xem đi. Và đừng khóc nữa. Chà, thú vị nha. Chỉ cần mở ra và cho xúc xích vào bên trong. Và sau đó làm thế này. Vâng, chúc ngon miệng. Cảm ơn, nhưng thiếu cà chua thì hot dog dở lắm. Hoàn hảo, có mà. Eo, đồ ăn trong tủ ghê quá à. Ồ, tuyệt vời, một miếng nữa, cảm ơn. Thật không thể chịu nổi. Mình cần đồ ăn thực sự, đồ ăn ngon. Cho tôi nhanh lên, nếu không tôi... được rồi, cô cậu này. Cảm ơn. Nhỏ này xấu tính thật. Hãy xem mình có gì này. Tớ cũng muốn một ít. Cậu quá nghèo để được giống tớ, cứ ngồi xem đi. Ngon quá, ối. Hamburger tuyệt và rất thơm. Tuyệt vời. Đừng mềm lòng thế, đợi đấy. Cái gì? Thấy không, bao kè thôi. Điều đó thật buồn cười, không nói chuyện. Ít nhất mình có cái này, còn cậu thì không. Đơn giản, tớ cũng có thể tự làm một cái. Chỉ cần cắt bỏ những phần không cần thiết. Nó rất mềm và mịn. Hình dáng đã xong. Bây giờ mình cần cắt thành phần. Mình có một cái. Đây sẽ là rau xanh. Hãy nhìn xem tớ có gì này. Thật tuyệt vời. Đúng rồi, cái màu đỏ. Nè, cậu đang làm gì thế? Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ tớ có thể thêm phần quan trọng nhất. Đỉnh, tất cả đã xong. Nó trông giống như thật á. Bây giờ tớ cũng có một chiếc hamburger. Cái gì? Lại là nhỏ đó à? Này, cái này sẽ giúp. Đi chỗ khác đi. Được, như cậu muốn. Ở đây, đón lấy. Không, đến lượt của tớ. Cậu vẫn ở đó hả? Và tớ sẽ vui vẻ ở đây. Nữa hả trời, cô ấy sẽ chơi ở đó và mình phải ngồi đây cô đơn. Với cậu à, bạn yêu. Đúng vậy, chơi nào. Wow, vậy cậu có thể chơi không? Còn cái này thì sao? Tớ rất ấn tượng, cậu thực sự giỏi á. Cậu nghĩ vậy à? Cậu ấy đang xem à? Thật là vui, cảm ơn vì chơi chung nha. Thật hân hạnh. Điều đó thật tuyệt vời. Họ ôm nhau. Ôm nào, đến đây nào bạn mình. Được rồi, ôm nhé. Cảm ơn bồ. Không, cậu ấy không có thật. Tớ thắng rồi. Chuẩn đất cưng. Bây giờ là mấy giờ? Tớ có ý này. Để tớ đặt cái này vào trong. Và thổi nó luôn. Đừng, bây giờ mình cần giấu nó đi. Màu xanh này, tớ thích nhất á. Và nước cuối cùng, cô bé dễ thương này cần có một khuôn mặt. Một khuôn mặt hài hước. Tuyệt vời, giờ nhìn phát nào. Nó giống một món đồ chơi chống căng thẳng tuyệt vời. Yeah, xem đây. Vậy là cậu muốn chơi mạnh tay hả? Tớ sẽ thắng cậu thôi, dù thế nào đi nữa. Ôi không, cậu ấy đã thắng. Chuẩn bị đối mặt với điều không thể tránh khỏi nè. Hả? Đi đây. Cậu không có cơ hội nào đâu nha. Yeah, chiến thắng lời của mình. Thôi đi, quay lại phòng giam của cậu. Vụ này thật kinh khủng. Không công bằng, tớ đã thắng mà. Nhìn xem tớ có gì này, dễ thương quá, tuyệt vời. Thì nào cũng mới biến đi hả? Ủa, dễ thương mà. Chán quá. Và cái này trông dễ thương. Tớ muốn hình xăm này, tớ muốn trông thật ngầu. Xin chào, tớ muốn xăm hình. Được rồi, nổi địa chỉ đi. Nhà giam, tớ đang đến đây. Chào người đẹp, làm luôn nhá. Tớ muốn ở đây. Dễ thôi chị. Tôi đang ở đâu? Sắp xong rồi. Ôi không. Đừng lo lắng, chỉ là vẽ thôi. Cảm ơn, tiền công nè. Cảm ơn. Chào con tớ, tớ cũng muốn có một hình xăm. Đây, tiền đâu, có tiền mới nói chuyện. Cái đấy, tớ có một ít này. $2. Không, quên đi. Vậy hẹn gặp lại nhé, người đẹp, chúc vui. Cảm ơn cậu. Nhưng một, làm ơn đừng đi. Tuyệt lắm bổ tèo. Được thôi, hẹn gặp lại sau. Hẹn gặp lại. Ôi không, cậu ấy đã đi rồi và tôi muốn có một hình xăm. Ôi trời, vậy là có một cái rồi, đỉnh. Thấy không, tớ xăm này, tớ cũng xăm đấy. Của tớ xịn hơn. Thôi đi má, nhìn mắc ói quá. Tuyệt thật, mình cần cái khác. Ôi trời. Yêu ơi, rồi hết súng sản rồi. Ôi không, tại sao nó lại xảy ra với mình?
Này, gì nữa? Ôi, con nhỏ ngốc nghếch. Đây, cầm lấy cái và đừng la hét nữa. Nó là gì? Đúng là thiên tài luôn á. Úi giời, ôi lại nữa hả? Nhưng này, bây giờ tất cả đã an toàn và được bảo vệ. Cậu có thấy không? Thật tuyệt vời và nó là của tớ. Của tớ. Dừng lại, biến đi. Thật không thể chịu nổi. Ôi, đó là gì vậy? Hả? Một quả trứng, để xem bên trong có gì. Tò mò ghê. Tớ có thể sử dụng nó để bảo vệ keo. Kiểm tra nào. Bây giờ mọi chuyện đã an toàn rồi. Thiếu một ít màu mè thôi. Mình thiết kế kiểu độc lạ nào. Hả? Cậu ấy đang làm gì ở đó? Nụ cười rộng toét đã sẵn sàng. Bây giờ là đôi mắt. Đồ chơi của cậu ấy đẹp hơn. Tuyệt lắm. Và bây giờ nó cần một số bàn tay. Ngay chỗ này, đỉnh cao. Nhìn này, nó tuyệt vời nhỉ. Ồ, đúng rồi, tớ quên mất mái tóc. Đây rồi anh bạn nhỏ. Chào cậu. Của tớ vẫn xịn hơn. Cái này dễ thương á? Và tớ đã tự mình làm được điều đó. Này sĩ quan. Đợi đã, cái gì? Đồ chơi này có đẹp không? Nó ổn. Ừ. Cái gì? Không đời nào. Và của tớ trông được chứ? Đập tay nào. Vâng, cái này tuyệt đó, làm tốt lắm anh bạn. Vậy ư? Yeah. Đừng khóc. Tớ có thể đưa nó cho cậu. Cái đó. Đồ tội nghiệp. Vậy chúng ta có gì ở đây nào? Thú vị. Yeah, cái này được đó. Bây giờ hãy chọc nó nào. Tuyệt, mình muốn thử lâu rồi. Đầy màu sắc luôn, quá là tuyệt vời. Ôi không, cảnh sát trưởng. Gì vậy ơi, trời ơi. Ôi trời ơi, có phải là cậu không? Hãy đến đây. Không, làm ơn, tôi có thể giải thích. Xin chào. Hãy chờ chà. Các cậu thôi nào, tôi chỉ muốn. Bây giờ cậu giống chúng tôi rồi. Chúc vui. Hãy xem cái gì ở đây. Bất ngờ trong cát. Wow, kho báu. Này, lấy được rồi. Mau thả ra. Xe tự do. Búp bê. Đỡ được rồi, tội nghiệp. Eo ơi, mình đã biết cách rồi. Đầu tiên chúng mình sẽ chăm sóc da. Thích không? Yeah, có chứ. Tuyệt, bây giờ đến lượt em. Đâm mận nạm vàng. Đây nhé. Chờ nào. 800, 900. Xinh xỉu. Gỡ mặt nạ ra nào. Wow. Thế đẹp chưa nào. Eo ơi. Hả? Sao thế? Barbie, không ổn rồi. Chị sẽ đánh răng cho em. Con gái nhất định phải có hàm răng trắng như ngọc. Ôi, thơm mùi bạc hà. Thơm mát đúng không? Wow, thơm mát và trắng như ngọc. Nó bé xíu nhưng chị cũng cần nó. Kiêu. Úi, mất tôi. Không đẹp một chút nào. Đây rồi. Búp bê Barbie trong mơ. Đây là nơi nào vậy? Eo ơi, ghê quá. Có một con quái vật đang bò. Hả, quái vật? Đó là dán cưng. Dán cưng bé bỏng của chị. Hả, em cần đi tắm. Tắm á? Đợi một chút. Thường thì chị có thể tìm mọi thứ ở đây. Hãy bắt đầu từ mặt em. Người ta nói đó cho sạch rách cho slay gái ơi. Bắt đầu nào. Hơi lạnh đó nha. Em sẽ có làn da sáng mịn ngay. Tía má ơi, không thấy gì cả. Có chuyện gì vậy? Chà, đó chỉ là một phần trong quá trình. Rồi em sẽ trông y như mới. Sẵn sàng nhé. Đón chờ diện mạo mới. Sắp xong rồi. Và bước cuối cùng. Mát quá. Tuyệt, em sẽ cần cái này. Cái gì cơ? Cứ bình tĩnh, nó sẽ lấy hết bụi bẩn trên mặt em. Thấy không? Đâu phải bụi bẩn. Chị đã nhổ hết răng của em. Thật kinh khủng. Úi da, đã có kế hoạch dự phòng. Kẹo cao su luôn hữu ích. Sao thấy bất an quá? Răng đã mọc lại. Trắng như ngọc. Như của chị. Vơi đi chú cá mập nhỏ. Mùi gì vậy? Em đấy à? Cái gì? Em hôi quá. Xin lỗi. Chị sẽ tắm rửa cho em. Em cứ như miếng rẻ lau. Vừa phải thôi. Vào phòng tắm đi nào. Khoan, em phải thay đồ đã. Đi tắm thôi. Được rồi, nhanh nhổ lên. Bong bóng đang nâng niu làn da nhựa của mình. Tuyệt. Tiếp theo, cạo lông nè. Chúng ta cần làm cho đôi chân trở nên mịn màng. Bart. Bắt đầu nào. Chị sẽ làm nhẹ nhàng nhé. Lông biến đi. Em đã có đôi chân mềm mịn. Đúng vậy, em thích lắm.
từ đó không đẹp chút nào. Eo ơi, con gái thì phải được chăm sóc đặc biệt. Nhẹ tay thôi. Chuẩn bị nè, 1, 2. Au. Tiếp theo là liệu trình chăm sóc da mặt búp bê. Hãy chuẩn bị mặt tỏa sáng. Háo hức quá. Ba la. Wow. Được rồi, để chị lau người cho. Mình cũng ca hát cho vui nhé. Tất nhiên, chị rất vinh hạnh. Sẵn sàng chưa? Since you've been gone, Này, cẩn thận. Ôi không, chị xin lỗi, mà. Em có sao không? Chị đừng lo, em không sao. Ow. Chuyển sang phần tiếp theo. Quần áo của mình bẩn và người hôi dình. Thật hả? Lệ chúa tôi, thật khủng khiếp. Nghiêm túc đấy hả? Nhưng tất thần hoàn hảo. Ôi, mì kìa, để chị ngửi đã nhé. Không không không, tập trung. Ô, chúng mình phải làm gì bây giờ? Mình cần cái gì đó từ thiên nhiên. À ha, đất nè. Thành phần tự nhiên giàu dưỡng chất cho da. Nhưng em chỉ làm búp bê. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? À, chị điên rồi. Hãy tận hưởng việc tắm bùn. Thêm chút kẹo nữa nè. Ôi, ngon. Chị sẽ massage cho cưng nhé. Em sẽ cảm thấy thật thư giãn, chị đảm bảo. Và xong. Phải lau người rồi nè. Không có khăn thì dùng tạm giấy vệ sinh. Che người lại nào, Barb. Không tệ gái ơi, xinh quá. Chúng ta hãy nghỉ ngơi nhé. Nằm đây, chị sẽ quay lại ngay. Okie dokie. Hả? Yêu ơi, này, gì thế? Tốt. Hả? Nutella thôi mà. Chị đang đói. Giáng sinh vui vẻ. Kìa má ơi, tởm quá. Xin lỗi em nhé. Làm gì đi chứ? Nó dính quá. Chị có một ý tưởng. Hãy cạo tóc và bắt đầu lại. Chị có chắc không đấy? Xem nào. Tuyệt. Bây giờ chị cần đồ trang sức. Nó sẽ cho thấy cuộc cách mạng tóc. Hoàn hảo cho vương miện mới. Vương miện? Giống như nữ hoàng và công chúa. Chị đã xong chưa? Viên kim cương cuối cùng cực kỳ slay. Rất sang trọng. Xong. Ôi không, không đẹp chút nào. Phải loại bỏ ngay. Nhưng nó rất hợp với mái tóc của Barbie. Chị cưng chiều em quá. Đẹp hơn anh mong đợi gấp 10 lần. Thử hất tóc nè. Áo ui. Chuyện gì vậy? Răng mình lạ quá. Tạp chí Barbie. Đúng thứ mình cần. Một số cảm hứng phong cách từ chuyên gia. Toàn mốt năm nay. Nhạt nhẽo. Ở trong này hơi nóng. Ồ, tất nhiên rồi. Oh yeah. Một chiếc váy cao cấp mới xứng tầm với em. Và xong rồi nè. Có kèm nơ xinh xắn nữa. Đừng quên giày cao gót màu hồng đặc trưng của em. Wow, em là quý cô sang chảnh. Ui, trời quá, đau cả mắt. Thật thô lỗ. Ngon quá. Ồ, cái này trông giống một chiếc lược. Từ từ thôi chứ. Chẳng ích gì. Có lẽ cách này sẽ tốt hơn. Chị sẽ làm cho em một mái tóc mới phanh. Từ A đến Z. Dao cạo này rất bén. Chị đã làm gì tóc của em? Đừng lo lắng. Chị có một kế hoạch cho em. Dùng báo là được. Chị sẽ làm kiểu tóc xoăn mì tôm. Tóc xoăn bồng bềnh. Và cài lên tóc nè. Pin chị đi, chúng em sẽ cực kỳ danh điệu luôn. Lọn cuối cùng. Và xong. Thấy lạ quá, nhưng không sao. Hãy che mắt lại. Tóc xong. Để chị kiểm tra. Em cần quần áo mới. Ok, chúng ta có gì nào? Ồ, dán cưng đến đây để trả thù. Hãy bỏ khóc người đó. Cứu em. Barbie, em ở đâu? Ồ, khổ thân búp bê. Để em ấy yên dán cưng. Em cần phải thay quần áo gấp. Nếu đã hết cách rồi thì dùng bít tất thôi. Chà đà. Nhưng còn đôi giày thì sao? Mình có ít đồ dự trữ ở đây. Đã đến lúc sáng tạo và tạo nên phép màu. Giày đây nàng ơi. Lộng lẫy. Nhưng hơi dã man luôn. Xin lỗi. Chị sẽ giới thiệu em với thế giới. Này. Này. Barbie của cậu ấy đẹp hơn. Đó là bản gốc. Mình phải có được nó.
Đưa búp bê cho tớ. Này của tớ mà, tránh ra. Đưa ra cho tớ. Đừng mà, chẳng ai muốn mình cả. Bỏ cái tay ra. Của tớ. Cuối cùng mình cũng lại được tự do. Ồ, gì kia? Búp bê nè. À, về nhà rồi. Hả? Eo ơi, hồi dình lên ý. Vệ sinh sạch sẽ nào. Gắp mấy thứ bẩn ra trước. Sai chỗ rồi nhện ơi. Ừ, thấy gớm. Eo ơi, phải dùng sản phẩm đặc biệt. Chuẩn bị nè. Hả? Chị đang làm gì vậy? Chị đang cung cấp dịch vụ toàn thân cho em. Hy vọng em thích một chút bụi tiền. Em sẽ tỏa sáng sau khi được vệ sinh xong. Cọ rửa thôi nào. Nhìn thư giãn quá đi mất. Có khi mình cũng mua một cái để dùng. Gần xong rồi. Ổn lắm đấy. Em dính gì trên mặt kìa. Ngâm bồ nào. Phải ngâm toàn bộ cơ thể mới hiệu quả. Nằm hẳn xuống đây. Vẫn còn hở phần này, che lại nào. Tắm bồn nhiều bọt là tuyệt nhất. Wow, sạch rồi nè. Sẽ chuẩn bị xong ngay thôi. Cách này không ổn. Vẫn phải tắm thêm một lần nữa. Cứ tưởng ngâm bồn xà phòng là đã sạch rồi. Nhưng thôi, tắm hai lần cho chắc ăn. May là mình chưa vứt cái này. Giảm tải, tái sử dụng, tái chế, chuẩn chưa nào. Bây giờ hãy làm vách buồng tắm. Dễ thương ha. Chắc là Barbie sẽ thích lắm. Mình chọn riêng cho em ấy mà. Phòng tắm còn cần gì nữa nhỉ? Tất nhiên là đầu vòi hoa sen. Không có sẵn cỡ của Barbie nên chúng ta sẽ phải sáng tạo. Chọc một vài lỗ trên đất sét. Cứ chọc bao nhiêu tùy thích nhé. Nhưng tớ nghĩ chừng này là vừa đủ. Đã nói đến làm thủ công thì không thể thiếu keo nóng. À hả? Và giờ bóp. Sau đó lấy ống hút và gắn nó vào đầu vòi sen. Tất nhiên keo nóng phải có màu hồng rồi. Barbie sẽ không chịu bất kỳ màu nào khác. Gắn cho thật chặt vào. Vậy là xong. Wow. Vẫn còn thiếu gì đó. À, biết rồi. Ta-da. Rất hợp với vách tường. Barbie sẽ thích cho mà xem. Em đã sẵn sàng đi tắm chưa? Chê lại nào bé ơi. Tắm đi. Không nhìn lén. Cho em ấy chút riêng tư. Tận hưởng nhé. Wow, mắc quá đi mất. Hết giờ. Người em thơm phức. Váy bẩn quá. Nhưng mà đừng lo, chị biết một mẹo. Chơi trò thử đồ nhé. Lúc nào chị cũng muốn làm nhà thiết kế. Barbie sẽ là nàng thơ đầu tiên. Mình muốn tạo ra một chiếc váy hoàn hảo. Cảm thấy mình hết sức chuyên nghiệp. Mong là sẽ vừa người. Thử đồ thôi. Wow, sẵn sàng lên sàn trình diễn. Wow, giống nhau quá nè. Xinh đời. Hả? Suýt thôi. Em ấy cần băng đôi xinh như của mình. Dùng nắp chai được nè. Nhưng mà không đúng màu. Hơi to nữa. Vừa rồi đấy. Thay đổi màu sắc nào. Hoàn hảo. Nhưng em ấy cần nhà. Mình biết gọi ai rồi. Alo. Maya. Vâng, em đây. Wow, ngôi nhà trong mơ. Barbie, em có thích không? Chị Maya, đúng là ngôi nhà trong mơ. Cảm ơn chị nhiều. Hào hức quá đi mất. Woo, lại đây. Lắp ráp chắc là dễ. Hả? Bố đi. Bố dựng nhà cho con nhỉ? Ok con yêu. Chuyện nhỏ như con thỏ. Con cảm ơn. Xem nào. Rất dễ phải không ạ? Dễ á? Đây là gì? Bố như bộ xương. Cửa hàng đóng rồi. Khoan, bố đi đâu thế hả? Thôi kệ đi. Trên này viết gì? Hiểu rồi. Bắt đầu từ đâu ta? Phần này chắc dễ thôi. Lắp ráp các mảnh.
Xong rồi. Em thấy thế nào? Úi, chị quên mất món quà bất ngờ. Barbie, em đã sẵn sàng đi thăm nhà mới chưa? Đi thôi. Căn nhà này có mọi thứ mà em cần. Em có muốn đi lên lầu không? Wow, chị muốn chill ở đây cả ngày. Tiếp theo là đến phòng ngủ. Chị đã tự thiết kế đấy. Đẹp ha. Ước gì nhà mình cũng đẹp như vậy. Em có thích không? Wow, Maya, ngôi nhà đẹp nhất quả đất. Chuẩn. Không sợ bóng đèn giúp bố được không? Bố không. Mau ra ngoài. Bụng mình còn cao rồi. Em cũng cần ăn đúng không nào? Đi thôi. Món đặc biệt của chị dành cho quý cô vô cùng đặc biệt. Không, đồ ngốc đây không phải là nến trang trí bàn ăn. Nhưng như thế cũng lãng mạn. Giờ sau này em sẽ đi hẹn hò Barbie. Bây giờ chị sẽ nấu ăn cho em. Đây là công thức gia truyền của nhà chị. Trong thực đơn tối nay, trứng. Dễ thương nhỉ? Chị đang làm món trứng tí hơn cho Barbie. Và bước cuối cùng, lòng đỏ. Rất vui phải không? Xong rồi, mời dùng bữa. Thơm quá. Bon appétit. Ngon ngon. Món ăn thơm ngon hảo hạng. Em có muốn đi dạo không? Thôi thôi, em no căng rúm. Không sao cả, để chị lo. Barbie cần phải tập thể dục nên mình sẽ làm một chiếc xe đạp. Chắc chẳng có ai bán xe đạp cho búp bê nên đành phải tự làm thôi. Mình cần làm yên sau. Dùng cái này được nè. Bỏng ngô thì để lát ăn. Mong rằng Barbie không ngại ngửi mùi bỏng ngô. Riêng mình thì rất thích mùi này. Mình sẽ dùng CD cũ làm bánh nè. Nghe nói ngày xưa mọi người dùng đĩa CD để nghe nhạc. Nhưng mà loa đâu nhỉ? Ôi chà, thành bánh xe rồi. Lên đường thôi. Úi, vui quá đi mất. Hả? Ôi Ken. Ai kia? Wow, em ấy thật xinh đẹp. Ken, đây là bạn gái mới của em. Hai, chơi cùng nhé. Búp bê dễ thương quá. Hi Ken. Em quả là cô gái xinh đẹp. Cảm ơn anh. Em có muốn đi chơi với anh không? Đi chơi à? Được ạ, nghe hay đấy. Ngày mai nhé. Vâng. Em sắp đi hẹn hò rồi. Ôi không. Phải xử lý ngay thôi. Về nhà nào. Chị sẽ phải nhanh tay. Ôi không. Tả tôi thế này sao mà đi hẹn hò đây. Đến salon thôi. Đã đến nước này thì đành dùng biện pháp mạnh. Xin lỗi nha. Không còn cách nào khác. Thế ghê quá đi. Vã kẹo dính vào một mớ tóc. Chắc là phải cắt phần này rồi. Eo ơi. Lại hói mất một mảng. Nhìn không ổn chút nào. Mình đã có cách rồi. Đừng la nhé Barbie. Chị sẽ sửa xong ngay thôi. Chị hứa sẽ lắp lại sau. Bây giờ hãy rút một đoạn ruy băng. Màu nào cũng được. Nhưng tối nay chị thích màu xanh dương. Chắc chắn màu này sẽ rất hợp với Barbie. Chị sẽ rút từng sợi mảnh như thế này. Kéo nào. Cảm giác đã quá đi mất. Cắt dài hơn tóc Barbie một chút nè. Sợi này chắc chắn sẽ che được mảng hói. Màu này đẹp dã man. Sẵn tiện phải sợi highlight luôn. Wow, rất hợp với em ấy. Xinh, đi hẹn hò thôi nào. Băng đô nè. Em lại hoàn hảo rồi. Nhưng vẫn còn thiếu gì đó. Đúng rồi, trang điểm. Cứ thư giãn và để chị trang điểm cho nhé. Chiếc hộp này chứa mọi dụng cụ cần thiết cho quá trình. Ta-da! Kính lúp đáng tin cậy của mình. Thế cả lỗ chân lông. Làm cho đẹp nha, chị Maya. Em muốn thật đẹp đi gặp anh Ken. Tin chị đi Barbie, buổi hẹn này sẽ rất đáng nhớ đấy. Bắt đầu bằng chiếc cọ. Sơn trắng, nghiêm túc đấy hả? Cứ yên tâm đi, Ken sẽ say em như điếu đổ. Bây giờ thì thêm màu khác nhé. Chấm nhẹ vào giữa đống trắng. Em xinh tươi như đóa hoa. Mình cũng khéo tay ghê.
Đẹp tuyệt vời, nhìn em giống y hệt chị. Chờ chút, đây là gì? Phải tút tắt lại ngay. Không thể chấp nhận được bộ bóng này. Mắt em. Úi, xin lỗi bé nha. Nhẹ cả người. Không cần chiếc hộp này nữa. Ố là la, em sẽ cảm thấy hơi nóng một chút, nhưng đảm bảo sẽ có bộ móng xịn. Chuẩn bị nè. Không, chị đang làm gì vậy? Ôi, đừng có làm quá lên. Thấy chưa, đâu có tệ lắm. Móng cuối. Và xong. Giờ em có thể chọn một màu. Không, em không thích màu này đâu. Còn màu này thì sao? Không, cảm ơn chị, em cũng không thích luôn. Thế còn màu này? Vâng, màu này thì ưng. Ok, tìm màu phù hợp nào. Không, chuẩn luôn nè. Chỉ cần một chút xíu thôi, vừa đủ. Phải thật tập trung để làm bộ móng hoàn hảo. Hoàn thành rồi. Wow, mình là nghệ sĩ. Móng đẹp quá đi. Wow, em lộng lẫy quá. Vậy là đi hẹn hò được rồi. Đi thôi. Hả? Cậu ấy hẹn ở đây mà. Đâu rồi ta? Cho mình leo cây à? Gì kia? Bíp bíp, tao đến tìm Barbie. Bạn hẹn của em đến rồi. Kim, anh tất nhiên rồi, người đẹp đi thôi. Ôi, lãng mạn muốn xỉu. Mình thì cô đơn. Của cô đây à? Hả? Tôi có gọi món gì đâu nhỉ? Hả? Là bà mất. Một chuyến đi bao trọn gói. Mình chẳng cần Barbie, mình đã trúng một kỳ nghỉ. Lên đường thôi. Bye. Hôm nay đẹp thật đấy. Hả? Ew, bãi biển này thật què mùa. Không. Thưa cô, chỗ này phèn quá, hãy thay đổi nó giúp tôi. Vâng ạ. Có thế chứ. Có trời đây ạ. Tốt lắm, nhưng ở đây quá nắng. Từ chờ chút nhá. Mát hơn hẳn. Hôm nay quả là ngày đẹp trời. Bãi biển quá tuyệt. Này, đợi anh với. Đi bơi cho mát. Đi thôi Ruby. Nóng chết mất. Giá mà mình có tiền mua dép nhỉ. Tạm đồ của cô đây à? Anh đây rồi. Chả hiểu làm gì mà lâu thế. Nhưng mình muốn đi bơi. Được rồi, đi thôi. Ôi khoan, mình để đồ ở đó sao? Không. Tao đây rồi. Nước lạnh quá, Alfred sửa đi. Đừng lo, tôi có cái. Sao nó ra? Alfred giúp tôi. Đừng lo cho cô, giờ tôi sẽ... Úi sao em mát quá. Hình như nước ấm lên rồi này. Có thế chứ, giỏi lắm. Nhưng không có gì hả? Một ngày tuyệt đẹp. Khoan, gì kia? Ông già kia là ai? Mà sao ông ta lại nhìn đồ của mình? Này, kẻ trộm, mình phải bảo vệ đồ của mình. Đừng hòng cuống đồ của chị, tên xấu xa. Hình như có tiếng người đâu đây. Thôi cả đi, mình nên về nhà thôi. Được rồi, nhét tất cả vào đây. Cố trộm của chị nữa đi. Wow. Wow, nó nặng hơn là mình tưởng. Chris. Người Hồng ơi. Em có sao không? Là anh. Với nó. Được rồi, giờ mình sẽ là công chúa gặp nạn chờ hoàng tử. Cứu, cứu với, cứu, tôi bị đuối. Thôi đợi đến đây. Oh.
Tôi đây, tôi... Tôi đâu cần anh giúp đâu ngốc, tôi muốn Chris cơ. Ôi, ngôi sao nhạc rock, em ở thiên đường sao? Tỉnh đi em. Là anh. Phản đây. Chào em. Anh cứu tớ trước. Không, anh thích tớ. Không tớ. Mình sẽ đi bơi. Khoan đã. Anh đi đâu rồi? Chris. Tất cả là tại cậu. Được rồi, mình phải giấu đồ cái đã. Ổn rồi. Và chuẩn chỉ thế thôi. Giờ đố ai trộm được luôn. Hả? Cậu ăn trộm Chris của tớ thì tớ không để yên đâu. Hãy thử nghiệm loại kem chống nắng tuyệt vời. Và giờ để lại một thông điệp nhỏ. Ok đấy. Mình bị sao vậy nè? Ôi không. Nhìn cậu mà xem. Chắc chắn là cậu ta. Alfred, đưa tôi kem chống nắng xịn sò đắt tiền nào. Dạ. Mình có thể cảm nhận chất lượng hảo hạng. Nhưng sao mà nó hôi quá vậy? Đó là kem dưỡng lạnh. Cho đáng đời nhé. Có gì mới không? Có xu hướng nào? Ngôi sao nhạc rock siêu nổi tiếng Chris hôm nay đã bị mất tích trên bãi biển. Người hâm mộ đang rất lo lắng cho ca sĩ hàng đầu của họ. Chúng tôi thực sự không hiểu anh ấy đã đi đâu. Hãy tìm. Hãy tìm. Anh Chris mất tích. Mình cần đi nhà vệ sinh. Khoan, không có giấy vệ sinh. Có tờ báo. Dùng được, đi nào. Có chỗ rồi. Đọc tin tức xem. Chris mất tích sao? Mình phải tìm anh ấy. Đi thôi. Khoan, chuẩn, giờ đi thôi. Em sẽ cứu anh, Chris. Ôi không, sao có thể xảy ra chứ? Chris, anh ở đâu? Cả nhà ơi, như bạn đã biết, ngôi sao nhạc rock đáng mến Chris đang mất tích. Vậy chúng ta sẽ... Alfred! Sửa ánh sáng. Tôi xin lỗi hả? Mình phải lập một kế hoạch. Được rồi, xem nào. Đúng rồi. Khoan, dùng cái này xem. Cố lên nào. Đi nào. Trời nóng quá, tôi sẽ đi bơi một chút cho mát. Tất nhiên, thưa tiểu thư, hãy cẩn thận. Chris, em đến cứu anh đây. Buồn ngủ quá. Đúng là một ý tưởng tồi. Mình sẽ teo mất. Trời đã, đây là đâu vậy? Hả? Đây là đâu? Cứu! Có ai ở đây không? Cứu! Ôi trời ạ, đây là đâu? Hả? Đây là Chris. Anh đang đến với mình. Nhìn ảnh xem, đẹp trai như soái ca. Tìm thấy ảnh rồi, Chris. Hãy ôm em, tình yêu ơi. Vậy là được cứu rồi. Mình sẽ về nhà. Cho em đã, chúng ta phải bắn pháo sáng. Bắn đi. Không, đưa đây cho anh. Em phá đủ chưa? Tuyệt. Khoan, anh đi đâu thế? Chris, em xin lỗi, xin lỗi. Anh có nghe em nói không vậy? Chris, Chris. Nhìn kỹ đi, chúng ta đang ở trên đảo hoang. Chúng ta sẽ chết ở đây. Chết? Trời, tình thế xấu nhất em còn sống được. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Để em nghĩ.
Anh nhóm lửa đi, còn em kiếm ăn. Lửa? Sao? Thức ăn ở đâu? Khoan, hả, có đúng là thứ mình đang nghĩ. Cuối cùng cũng có thức ăn, mình phải tìm Chris. Và đây là... không có đồng này. Mình sẽ ngắt quả này. Chris sẽ vui hết sảy cho mà xem. Và cây gì đây? Gì cũng được. Cố lên, cố. Wow. Đầu tôi. Ra là quả dừa. Có nước. Chris, Chris. Em về. Xem đây này, em tìm thấy. Hả? Mà trừ đã. Không phải em đã bảo anh nhóm lửa à? Hôm nay em đẹp lắm biết không? Thật ra đôi mắt em rất là cứu, ai giúp tôi với, cứu cứu tôi với, đây là đâu? Chris, là anh sao? Em có sao không? Em thấy đỡ rồi. Em muốn uống chút nước không? Dạ có. Ruby, mang ít nước lại đây. Hả? Ôi rồi, chị đây sẽ mang nước ngon nhất. Yeah. Chris, của cậu nè. Ôi xin. Được, hãy uống để cầu cho chúng ta về lại đất liền. Rất vui vì hai người thoải mái. Nước dừa ngọt thật. Phải, anh ở. Có vấn đề gì hả? Tớ thấy xấu hổ thay cho cậu đấy. Kiểm tra răng đi. Cậu đã làm gì? Đừng có lo, chờ mà xem. Tớ sẽ trả thù cậu, Ruby. Mang cậu thích kiến. Để em phục vụ anh nhé, Chris. Để xem ai phải dùng mình. Maya. Cậu có thể mang thêm cho tớ nước dừa không? Còn lâu mới có chuyện đó nhá. Sao cũng được. Cái gì vậy? Chào. Này, what's up? Maya. 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 Hai em hôm nay đều xinh lắm đó. Em đang cần đi vệ sinh gấp. Phòng vệ sinh ở đâu? Ở đó. Ở ngay đó, trong khu rừng ấy. Đó. Ở đó có xa quá không? Không, không sao đâu, mau đi đi. Thôi được, đi thì đi. Mình không thể chịu nổi nữa. Tiểu thư ơi, đừng lo lắng. Tôi sẽ cứu cô. Nhưng mình thực sự cần đi xe. Không ai ở đây. Ôi không, xin đừng. Ai đó, ra đây. Cô ở đây rồi. Alfred. Đúng là tiểu thư rồi. Nhà hát cả người. Thấy cô rồi. Nhưng anh ở đâu ra vậy? Từ đó. Tôi đến từ thành phố mà. Tôi cứ tưởng chúng ta đang ở trên đảo hoang. Không, về nhà thôi. Khoan. Được chứ? Được à, tôi đi ngay. Đó là cách anh cứu nữ hoàng. Dũng cảm quá. Chris ơi, nhìn mà xem. Tuyệt vời ông mặt trời. Em làm cách nào? Hả? Cậu ấy lấy từ đâu ra? Mình phải làm gì đó thôi. Này. Yeah, em giỏi lắm Ruby. Đúng vậy. Hãy xem đây Chris, câu cá dễ như trở bàn tay với em. Ôi, nhìn đây này, Chris. Xem con cá to chưa này. Cá to là phải nhìn này này. Alfred, vào việc đi. Nặng quá đi mất. Wow, em đánh cá đẳng cấp thật đấy. Em bắt được này Chris.
Wow, con này còn to. Cậu làm sao bắt được cá to như thế ở đây? Cậu ấy đang gian lận. Để mình thử xem. Mai ở đâu? Em ấy đi hái chút quả. Ồ, quả hả? Em sẽ đi giúp. Nhanh nào, nhanh nào. Mình phải làm xong trước khi có người nhìn thấy. Mình biết mà, đồ gian lận. Hoàn hảo, chờ sau nhá. Maya, tôi sẽ xem cậu đang giấu gì. Xem nào. Hả? Đây là nơi quái quỷ nào? Tại sao mọi thứ lại... Ủa? Thêm quả, quả cậu đấy. Hả? Sao lại có thể như vậy? Cậu là ai? Đây là đâu? Cậu là bạn của Maya hả? Không bao giờ. Thế cậu là ai? Anh liệu mà phun hết ra những chuyện đang xảy ra? Tôi không biết à. Tôi xin lỗi, tôi chỉ đến đây để mang hoa quả. Mình sẽ nói Chris. Anh không biết là em có đôi mắt đẹp vậy. Chris, tránh xa anh ấy ra. Gì? Cậu ta vẫn luôn nói dối đấy. Chúng ta không ở trên đảo hoang đâu. Tôi không nói dối. Sao cậu lại nói dối anh ấy? Tôi không nói dối. Tôi không nói dối. Anh sẽ thấy. Đi thôi. Đợi tôi với. Chris, trả lời câu hỏi ạ. Chris, hãy cười trước mấy anh ạ. Anh đã ở trên đảo có chuyện gì vậy? Ồ vâng, đã rất khó khăn. Tôi đã phải giết những con hổ, đánh cá mập, tìm thức ăn thì đó. Thật luôn hả? Và mấy cô gái đó đã nhốt tôi. Tìm nắng, hai cô gái ngược đáy Chris. Và hẹn gặp các bạn trong tập sau. Nhiều loại kem dưỡng quá. Đây này. Con này à. Ngồi đây thiết thịt. Bỏng rồi. Kem chống rắn. Hết rồi sao? Để ăn trưa mà thôi. Sữa chua làm dịu da. Dễ chịu ghê. Trông ngon miệng. Để tôi đợi ạ. Nước nóng suýt thì bỏng. Nhưng mình đã có mẹo này. Này. Sorry. Thêm lần nữa. Hạt lành. Giờ mình sẽ ngồi thiền. Thở ra. Này. Sorry. Vệ sinh. Đang ngủ chúng ta có vấn đề. Đã rõ, tôi sẽ mang kem đi ngay. Kem đi, kem đi, kem đi. Tiếng sau. Ôi trời ơi. Đây có phải là giọng mình không? Không không không. Anh cứ điệu hồn đấy. Cái xe à? Gì vậy? Rồi. Ủa đây là đâu? Trời ơi. Sao giọng mình thế này? May là mình cất điện thoại trong túi nhựa. Hả? Không có sóng hả? Aha!
xấu rồi. Hả? Ôi không. Cái đó không ổn chút nào. Ôi trời, cái gì vậy?